Bớt cơm đi, buổi tối cứ ăn ngải cứu nấu cùng thứ này, ngủ ngon đến sáng, gan thận sạch độc tố. Rất vui được gặp lại cô bác trong video ngày hôm nay. Cô bác thân mến, ngải cứu, một loại rau mọc đầy trong vườn nhà, nhưng cũng là một vị thuốc quý trong sách cổ. Một vị thuốc có thể giúp sức khỏe con người nhận được lợi ích thần kỳ từ xa xưa cho tới ngày nay. Đặc biệt với một số trường hợp thì ngải cứu còn quý hơn là vàng bạc của cải. Nó được ví như vị cứu tinh, khi sử dụng đến đâu cũng thấy sự khác biệt tới đó. Theo đó có 5 bài thuốc giúp cổ bác trị được cả chục bệnh: ngủ như gỗ, gan thật khỏe, xương khớp không còn đau nhức, cơ thể khỏe chẳng khác nào thanh niên mà đến y học hiện đại còn đang bó tay. Vậy cô bác có biết đó là 5 bài thuốc gì không? Cách thực hiện chúng ra sao? Thì Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ tiết lộ cho cô bác trong video sau đây. Cô bác đừng bỏ qua nhé! Cô bác đều biết, ngải cứu được sử dụng như một cây thuốc để chữa bệnh ở nhiều nơi trên thế giới. Loài cây này sở hữu một nhóm khá rộng những đặc tính trị liệu: chống sốt rét, chống viêm, chống oxy hóa, điều hòa miễn dịch, ngăn ngừa tổn thương gan, chống co thắt, chống nhiễm trùng. Người Trung Quốc coi ngải cứu là vị thuốc quý. Ngay từ xưa, họ đã sử dụng dược liệu này để giảm đau dạ dày, điều trị loét dạ dày, đắp vết thương. Cô bác có biết vì sao người Trung Quốc lại tôn sùng ngải cứu không? Có một sự tích như thế này. Truyền thuyết kể rằng danh y Tôn Tư Mạc khi còn là một cậu bé 5 tuổi, ông đã theo cha đi khắp nơi khám bệnh và lên núi hái thuốc. Một lần nọ, ông đang đi hái thuốc thì gặp một bằng hữu nhí bị té rất đau và khóc rất nhiều. Ông bèn tìm xung quanh, phát hiện ra một loại cây cỏ nên nhai và đắp cho bạn của mình. Cậu bé ngừng khóc và vết thương bớt đau hơn. Người bạn này mới hỏi tên cây thuốc kỳ diệu này. Tôn Tư Mạc mới suy nghĩ và lấy tiếng khóc ai 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 theo phiên âm Trung Quốc của bạn mình làm tên. Từ đó gọi là ngải diệp, chính là ngải cứu của chúng ta hiện nay, đang được sử dụng phổ biến không chỉ trong các vị thuốc mà còn trong rất nhiều bữa ăn hàng ngày của các gia đình đó. Gần đây với khoa học hiện đại thì ngải cứu còn được dùng trong điều trị viêm gan, co giật và vàng da sơ sinh kết hợp với điều trị châm cứu. Ngoài ra, ngải cứu giúp hạ đường huyết, chống nhiễm trùng, thuốc lợi tiểu, giảm đau, chống run sán. Nó còn được xem là một loại thuốc hữu ích trong điều trị bệnh thấp khớp, hen suyễn và động kinh đó cô bác. Nói chung là nó ứng dụng trong vô vàn các bài thuốc, thậm chí trở thành một vị thuốc chính của đông y. Lý do là bởi ngải cứu được biết đến với các loại thực vật chứa nhiều flavonoid khác nhau, bao gồm 7 hoạt chất thuộc flavones, 2 thành phần thuộc glycosid flavon, flavonoid, flavonol và 8 loại hoạt chất thuộc nhóm flavonoid glycosid đó cô bác. Mà trong khoa học, flavonoid là một loại chất chuyển hóa trung gian của thực vật, có nhiều chức năng quan trọng đối với sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật, trong đó có tác dụng ngăn ngừa ung thư của bác nhé. Các chuyên gia khẳng định đối với con người, flavonoid là gói có tỷ trọng cao về dinh dưỡng cho cơ thể con người và rất cần thiết cho hoạt động của hầu hết các tế bào cũng như các cơ quan trong cơ thể. Còn Eriodystion có đặc tính chống viêm. Việc bổ sung Eriodystion có thể phát huy tác dụng có lợi trong điều trị bệnh võng mạc tiểu đường. Ngoài ra, lutealin sở hữu một loạt các hoạt động sinh học bao gồm chống ung thư, kháng khuẩn và chống oxy hóa. Nhiều hoạt tính dược liệu cao như vậy mà những bài thuốc từ ngải cứu được ví như loại kháng sinh tự nhiên vô cùng đặc hiệu, dùng đến đâu cơ thể thay đổi đến đấy của bác ạ. Đặc biệt với người cao tuổi thì 5 bài thuốc dưới đây sẽ là cứu tinh, giúp cổ bác chẳng những ngủ sâu giấc mà cơn đau nhức xương khớp, đau đầu, tuần hoàn máu kém đều được giải quyết dễ dàng. Tại sao chúng tôi khẳng định như vậy? Thì cô bác cũng theo dõi cụ thể từng bài thuốc và áp dụng sao cho phù hợp nhất. Đầu tiên, ngâm chân bằng ngải cứu. Chỉ sau 1 tuần, cô bác ngủ say như khúc gỗ. Cô bác thân mến, đây là bài thuốc mà một bác cùng cơ quan tôi đã áp dụng. Bác ấy bị chứng mất ngủ nhiều năm, cũng đã từng uống thuốc Tây để bổ trợ, chỉ mong muốn làm sao có một giấc ngủ sâu mỗi đêm. Nhưng thực sự không đơn giản như bác nghĩ. Bởi mặc dù thuốc thang rất nhiều, tuy nhiên chứng mất ngủ của bác cũng không được cải thiện. Có bệnh thì vái tứ phương, cũng chẳng mất gì, nên bác thử làm liên 1 tuần theo đúng chỉ dẫn. Quả nhiên bác nói rằng đã quá bất ngờ với kết quả. Bởi chỉ sau buổi ngâm chân thứ 4, bác thực sự đã có một giấc ngủ mà 4 đến 5 ngày, ngày nào cũng mong đợi mà chưa có được. Từ đó, khi lấy lại được giấc ngủ, bác vẫn duy trì thói quen đều đặn
tuần ngâm chân ngải cứu 3 lần cô bác ạ. Trên thực tế, ngải cứu dùng để ngâm chân cũng rất hiệu quả cô bác nhé. Theo y học Trung Quốc, bàn chân chính là nền tảng của sức khỏe, được ví như bộ não thứ hai của con người. Nếu giữ thói quen ngâm chân bằng ngải cứu khô vào buổi tối, cô bác sẽ giải tỏa mệt mỏi, thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn. Bởi hoạt chất trong ngải cứu khi kết hợp với động tác massage bấm huyệt ở gan bàn chân sẽ giúp cô bác lưu thông khí huyết, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu trong cơ thể, chữa mệt mỏi, thậm chí có tác dụng ngăn ngừa tim mạch đó cô bác. Chưa kể, tinh dầu trong ngải cứu giúp cô bác được thư giãn, giải phóng đầu óc, vì thế mà cô bác đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn. Bởi khi vừa ngâm chân vừa kết hợp massage chân sẽ giúp mạch máu lưu thông hiệu quả. Từ đó, các huyệt dưới chân sẽ được tác động và làm cơ thể cũng như bộ não được thư giãn. Không chỉ cải thiện chứng mất ngủ, một tuần ngâm chân bằng lá ngải cứu, cơ thể của bác sẽ thay đổi ngoạn mục, đặc biệt còn giúp hỗ trợ điều trị một loạt các bệnh có thể kể đến như chữa nấm da chân của bác nhé. Lý do là ngải cứu tinh ấm, ngâm chân bằng lá ngải cứu có tác dụng giảm ẩm, giảm ngứa, tê phù. Bệnh nhân bị nấm da chân có thể phơi khô lá ngải cứu, sau đó đun lá ngải cứu để ngâm chân. Sau một thời gian sẽ làm giảm nấm và giảm ngứa đó ạ. Anh trai tôi đang thực hiện bài thuốc ngâm chân bằng ngải cứu để giảm nấm ngứa lòng bàn chân đó ạ. Anh đi bác sĩ khám thì được kết luận bị á sừng. Tuy nhiên, thuốc uống bôi đủ cả, nhưng chỉ được một thời gian là không khỏi. Sau đó, anh tôi được một người chị là dược sĩ, mách chỉ cần đun ngải cứu lên, kết hợp với nước pha loãng và ngâm chân liên tục trong vòng 3 lần một tuần. Quả nhiên tình trạng ngứa giảm tới 80%, thậm chí không còn ngứa nữa. Những phần vẩy da cũng dần bong tróc một cách tự nhiên. Chính vì thấy được hiệu quả này nên anh đang kiên trì sử dụng cho đến khi khỏi hẳn. Ngoài khả năng hỗ trợ trị nấm ngứa bằng ngâm chân ngải cứu, còn giúp khử mùi hôi chân dễ dàng. Nếu cô bác nào thường có mùi hôi chân thì đây là một mẹo vô cùng hiệu quả. Thậm chí, các bệnh thường xuất hiện vào mùa đông như là nứt chân, mồ hôi chân nhiều, tê chân cũng được giải quyết đó cô bác. Chưa kể, với chị em phụ nữ, ngâm chân bằng nước muối còn giúp điều hòa kinh nguyệt hiệu quả. Lý do là lá ngải cứu có chức năng thúc đẩy tuần hoàn máu, làm ấm cơ thể, làm ấm tử cung, từ đó tử cung được nuôi dưỡng tốt và điều hòa kinh nguyệt của bác nhé. Ngoài ngâm chân, chị em cũng có thể ăn canh ngải cứu nấu thịt nạc để trị chứng kinh nguyệt không đều. Cách làm vô cùng đơn giản, chỉ cần lấy thịt lợn nạc băm nhỏ, đem tẩm ướp gia vị tùy thích rồi xào qua, nêm nước đun sôi, sau đó cho rau ngải cứu vào đun sôi. Tắt bếp, nêm thêm hạt nêm cho vừa miệng, ăn với cơm khi còn nóng. Bài thuốc này cũng hỗ trợ lưu thông máu, giảm đau nhức cơ thể. Nó giúp tẩy tế bào chết, làm mềm da và các vết chai, giúp máu lưu thông mạnh hơn, làm dịu các cơ đang bị đau và các chỗ bị sưng hay viêm của bác nhé. Có một lưu ý nho nhỏ là cô bác nên tránh ngâm chân khi bụng đói hoặc sau khi ăn, cũng không nên ngâm chân quá lâu mà chỉ nên ngâm trong khoảng từ 15 đến 30 phút với nước và nên giữ ở khoảng 45 độ. Bởi hoạt tính trong ngải cứu rất mạnh, dễ đẩy nhanh quá trình lưu thông máu, thậm chí gây ra triệu chứng tức ngực, đánh trống ngực. Một khi có triệu chứng này thì cô bác phải lập tức ngừng ngâm chân nhé. Bài thuốc thứ hai, dùng ngải cứu chữa xương khớp hiệu quả hơn dùng thuốc. Lý do là nhờ có đặc tính kháng khuẩn, tiêu viêm tự nhiên, ngải cứu được xem như là cứu cánh của nhiều bệnh nhân bị viêm khớp đó của bác. Thêm nữa, ngải cứu có nhiều tinh dầu, có các thành phần flavonoid, coumarin, có tác dụng giảm cơn đau nhức tại khớp bị viêm, nên nó được ví như bài thuốc tốt hơn cả kháng sinh, giảm đau của bác nhé. Có nhiều cách dùng ngải cứu chữa viêm khớp như sắc uống, làm thuốc chườm hoặc kết hợp với mật ong. Cô bác có thể áp dụng một số bài thuốc sau. Thuốc sắc từ ngải cứu. Bài thuốc chữa đau xương khớp này cần chuẩn bị một bó ngải cứu tươi hoặc khô, sau đó nhặt những lá tươi đem đi rửa sạch và cho vào ấm đun sôi với 0,5 lít nước sạch trong thời gian 20 phút của bác nhé. Sau thời gian đó, cô bác đổ nước thuốc sắc ngải cứu ra cốc rồi chia thành 3 phần bằng nhau, sử dụng 3 lần trong ngày. Phương thuốc này đòi hỏi sự kiên nhẫn. Sử dụng thuốc này hàng ngày sẽ thấy tình trạng đau xương khớp được cải thiện rõ rệt đó cô bác ạ. Kết hợp giấm và ngải cứu. Đây thực chất là một bài thuốc chữa đau xương khớp được nhiều người sử dụng và mang lại hiệu quả cao. Nguyên liệu thực hiện gồm có 100g lá ngải cứu và giấm gạo. Cách pha thuốc chữa đau xương khớp bằng lá ngải cứu và giấm gạo, cô bác thực hiện như sau.
rửa sạch lá ngải cứu rồi cho vào trong cối giã nát. Sau đó cho một ít giấm và trộn đều với bã lá ngải cứu. Lưu ý không để hỗn hợp quá ướt. Tiếp theo, cô bác làm nóng hỗn hợp rồi cho vào một túi vải sạch để tiến hành chườm nhẹ lên vùng xương khớp bị đau trong khoảng 15 phút. Cô bác cố gắng kiên trì thực hiện phương pháp này từ 2 đến 3 lần mỗi ngày. Nhiệt độ nóng kèm theo chất sát khuẩn từ giấm và hoạt chất trong lá ngải cứu sẽ làm giảm cơn đau xương khớp một cách nhanh chóng vô cùng hiệu quả. Lá ngải cứu rang muối. Đây là bài thuốc quá phổ biến vì sự nhanh gọn, tiện lợi mà hiệu quả tức thì của nó. Hẳn nhiều cô bác cũng đã áp dụng rồi nên tôi cũng không chia sẻ nhiều. Chỉ xin nói thêm là lý do vì sao nó có hiệu quả ngay tức thì là bởi ngải cứu kết hợp lại với muối được kích hoạt bởi nhiệt độ sẽ tạo ra các hoạt chất sát khuẩn mạnh và có tác dụng kháng viêm, giảm đau nhức hiệu quả đó ạ. Phương pháp này thường được sử dụng cho những bệnh nhân bị đau xương khớp do viêm khớp hay thoái hóa xương khớp hoặc phòng thấp. Vì mọi người hoàn toàn có thể tự mình làm hàng ngày để sử dụng và cải thiện tình trạng đau xương khớp của mình. Ngoài ra, bài thuốc ngải cứu và mật ong cũng rất tốt cho xương khớp nhé cô bác ơi. Chưa kể, có thể sử dụng phương pháp này lâu dài để bổ sung chất dinh dưỡng và nâng cao sức khỏe của xương khớp đó cô bác ạ. Bài thuốc kết hợp lá ngải cứu với mật ong rất đơn giản, chỉ cần thực hiện theo các bước dưới đây. Rửa sạch lá ngải cứu dưới vòi nước sạch rồi xay nhuyễn và lọc lấy nước cốt. Sau đó, cô bác cho 2 thìa mật ong vào phần nước cốt vừa xay nhuyễn và khuấy đều để tạo nên được một hỗn hợp. Rồi sử dụng hỗn hợp này uống 2 lần một ngày vào mỗi buổi sáng và chiều, đảm bảo xương khớp tan biến mà sức khỏe tăng lên rõ rệt. Bài thuốc thứ 3, ngải cứu ngăn bệnh trĩ. Làm gì có chuyện ngải cứu chữa được bệnh trĩ? Hẳn sẽ có cô bác nói như vậy và bảo kênh này đưa thông tin vớ vẩn, nhưng không đâu cô bác nhé. Chúng ta hiểu thế này, bệnh trĩ được hình thành là do sự căng giãn quá mức của búi tĩnh mạch ở trĩ ở khu vực hậu môn trực tràng. Lâu ngày các tĩnh mạch này giãn ra, tạo thành các búi trĩ và sẽ xa dần ra ngoài khi gặp điều kiện thuận lợi như là táo bón lâu ngày, người ngồi lâu, bà bầu và sau sinh, đúng không cô bác? Và thật tuyệt vời, vào thập kỷ trước, các nhà khoa học đã nghiên cứu kỹ hơn về cơ chế của ngải cứu. Người ta tìm thấy một hoạt chất có tên Iomogin, được cho là chất điển hình của nhóm chất sesquiterpen trong ngải cứu của bác nhé. Hoạt chất Iomogin có tác dụng co mạch do ức chế giải phóng nitric oxit NO, một chất gây giãn mạch. Điều này lý giải cho khả năng cầm máu nhanh và giúp co búi trĩ của ngải cứu. Vấn đề ở đây là làm sao để chiết lấy hoạt chất có trong ngải cứu. Tất nhiên là khá khó của bác ạ. Nhưng việc ngâm lá hoặc cô bác lấy ngải cứu về giã nát dù có thể đắp trực tiếp lên búi trĩ kết hợp với các loại thuốc khác sẽ cho hiệu quả tuyệt vời. Ngoài ra, cô bác có thể tìm hiểu sản phẩm chiết xuất được ngải cứu có hàm lượng Iomogin cao sẽ mang lại tác dụng nhanh và mạnh hơn gấp nhiều lần đó ạ. Đặc biệt, ngải cứu kết hợp với lá sung sẽ làm săn xe và co búi trĩ, tăng sức bền thành mạch, từ đó hỗ trợ ngăn ngừa bệnh trĩ tái phát của bác nhé. Bài thuốc thứ 4, ngải cứu giải cứu làn da. Đúng với cái tên ngải cứu, dùng vừa nghiền lại có tác dụng giải cứu nhiều vấn đề cho sức khỏe, trong đó có làn da của bác ạ. Theo nghiên cứu của y học hiện đại, ngải cứu có nhiều thành phần dinh dưỡng và tinh dầu. Một số hoạt chất trong ngải cứu có tác dụng thúc đẩy sự tuần hoàn của máu, nhờ đó có thể cải thiện quá trình trao đổi chất, giúp da được nuôi dưỡng tốt hơn và có đủ nước đó ạ. Chưa kể, ngải cứu có tác dụng kích thích da lên non, làm liền các vết thương của bác nhé. Lý do là trong ngải cứu còn có một thành phần có ích đối với việc làm đẹp da là chất tannin, có tác dụng ngăn ngừa sự xuất hiện các mụn nước nhỏ, chữa bệnh chàm. Ngải cứu còn có tác dụng phân giải các chất mỡ, loại trừ các thứ cặn bẩn trên mặt da, có thể làm sạch da ở những người có da nhờn đó của bác ạ. Vì thế, nó hỗ trợ loại bỏ dầu thừa, tẩy da chết tốt, đồng thời cũng có tác dụng cấp ẩm. Đó là lý do vì sao mà ngải cứu được ứng dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da đó của bác. Về bài thuốc thì cô bác có thể áp dụng như sau. Lá ngải cứu khô 25-50g nấu với 1.000ml nước, đậy kín nồi, đun to lửa cho sôi, đun nhỏ lửa thêm 20 phút nữa, sau đó dùng vải lọc lấy nước, rót vào lọ sạch đã lau khô, cất vào tủ lạnh để dùng dần. Hoặc 5g ngải cứu khô nấu với 200ml nước, dùng hết trong ngày của bác nhé. Về cách dùng, buổi tối sau khi rửa mặt, dùng khăn giấy thấm nước ngải cứu có thể pha loãng lên trên da mặt và những chỗ da sần sùi khoảng 4-5 phút khăn tự khô.
sau khi gỡ giấy ra, cũng có thể xoa thêm chút kem dưỡng da để bổ sung thêm chất dinh dưỡng. Nếu sợ khăn giấy có tẩm hương liệu gây dị ứng hoặc giảm tác dụng, có thể thay thế bằng miếng gạc hoặc vải xô sạch là được của bác nhé. Bài thuốc thứ 5, đau bụng kinh đến mấy cũng hết. Ở phần đầu, chúng tôi đã giới thiệu cho cô bác một cách để giảm đau bụng kinh là ngâm chân với ngải cứu khô, đúng không ạ? Nhưng có một bài thuốc khác còn hiệu nghiệm hơn, tới mức chị em dù có đau bụng kinh đến mấy cũng khỏi mà chỉ với vài bước vô cùng đơn giản. Cách tiến hành cô bác làm như sau. Đem 10g lá ngải cứu khô rửa sạch để ráo nước, sau đó cho vào sắc với 200ml nước, đun lửa nhỏ cho đến khi còn 100ml. Bỏ bã, chắt lấy nước ngải cứu, đem chia làm 2 phần, uống trước ăn khoảng 15 đến 20 phút. Tuần uống vài lần trong khoảng 1 tháng để thấy tác dụng điều hòa kinh nguyệt rõ rệt của bác nhé. Ngoài ra có thể áp dụng công thức lá ngải cứu khô 5g, ích mẫu 5g, cam thảo 5g. Đem các nguyên liệu đã chuẩn bị đi rửa sạch rồi hãm trà bằng nước sôi trong khoảng 10 phút của bác nhé. Sau đó mỗi ngày uống trà ngải cứu khoảng 3 đến 4 lần khi nước trà còn ấm. Nên uống trước kỳ kinh khoảng 2 đến 3 ngày và duy trì trong suốt chu kỳ thì chắc chắn cơn đau bụng kinh vốn hành hạ nhiều chị em phụ nữ sẽ sớm tan biến đó ạ. Cô bác có thể áp dụng hoặc sử dụng bài thuốc đại quý này cho con gái của mình, vừa an toàn vừa tốt cho sức khỏe mà chẳng phải dùng tới thuốc tây gây hại gan hại thận nhé cô bác. Cô bác thân mến, ngoài 5 bài thuốc tuyệt vời có tác dụng nổi bật trong việc giúp chữa mất ngủ, làm đẹp da, tới chữa đau bụng kinh và xương khớp, thì cô bác biết rồi đó, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chúng ta kết hợp ngải cứu với thức ăn hàng ngày thì thức ăn đó chính là vị thuốc quý cho cả gia đình của bác nhé. Người xưa không sai khi nói muốn chữa bệnh thì hãy bắt đầu từ nhà bếp. Nói một cách chính xác hơn, chữa bệnh từ vườn nhà với những thảo dược tưởng chừng chỉ có chức năng làm thực phẩm nuôi thân thì nó lại là vị thuốc đại quý. Hy vọng những chia sẻ trên của chúng tôi sẽ giúp cô bác bổ sung thêm bài thuốc cây nhà lá vườn nhưng chẳng kém bất kể loại thuốc tây đắt tiền nào. Với bài thuốc này, chắc chắn sẽ giúp cô bác an tâm sống khỏe mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác trong các video sau.